Xin chào tất cả các bạn. Đã đến với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ bắt đầu giới thiệu đến các bạn, hướng dẫn các bạn đến với các bài lập trình nâng cao hơn một chút. Ví dụ ở đây chúng ta đến bài 8, xử lý tín hiệu analog và hướng dẫn đối với phần cứng, sensor analog, hai wire cũng là 2 dây là passive và 4 wire là 4 dây hay gọi là 4 sợi active. Thì ở đây tại sao mình phân biệt ra là mình từ hoặc nói đến phần 0 đến 10V hoặc là 42 giải đo. Mình nói đến phần đúng là phần cứng 2W passive và 4W là active. Thì các bạn lưu ý cho mình sensor về 2W là 2 giây ấy. Thì các bạn vừa cấp nguồn, vừa lấy tín hiệu. Còn 4W là gì ạ? Cấp nguồn riêng và lấy tín hiệu riêng đó. Thì các bạn lưu ý cho mình cách đấu đối với 7200 ấy, thì hai con này nó sẽ khác nhau nhé. Lưu ý ví dụ ở đây có mình có một cái là hai sợi đúng không, thì nó sẽ có chân cộng sensor, mình ký hiệu là cộng sensor sẽ đấu vào connect với chân 24V mở ngoặc 24V của nguồn module. Ý của mình ấy là nó phải chung nguồn đối với cái module. Ok. Tiếp theo chân trừ của sensor. Mình ghi này cho nó rõ. Chân cộng là cái khác là terminal của sensor sẽ connect kết nối với chân 24V, 24V của power module. Thì cái này là cái gì? Cái này là nguồn 24V mà các bạn cấp thẳng vào cái thằng module ấy ạ. Lưu ý cho mình nhé. Đó. Tiếp theo là terminal trừ của sensor connect với terminal cộng của cái gì ạ? Analog input cộng. Nhớ nha, các bạn hiểu cái này không ạ? Nó sẽ đấu vào chân AI cộng cái của module. Thì ví dụ các bạn ở đây là AI0, nó có thể là AI0 vậy, AI8 phải chưa đó. Đó. Thì cái chân cộng này có thể là AI0 cộng phải chấm AI8 cộng. Đó. Tiếp theo là terminal hay là chân AI trừ terminal trừ của AI trừ của module sẽ connect với 0V mở ngoặc là 0V của power module. Đầu tiên ấy thì khi để mình sẽ giải thích. Đầu tiên ấy, khi các bạn đấu cái nguồn AI ấy, khi các bạn đấu với cấp nguồn cho module AI thì các bạn sẽ có chân N cộng và
cái này nó sẽ bằng n cộng, cái này bằng m của module. Đấy, các bạn hiểu chưa? Thì đầu tiên các bạn đấu chân terminal cộng của sensor sẽ đấu vào 24V của nguồn module đó, hoặc chung cầu đấu hay như thế nào đấy. Chân trừ của sensor đấu vào IE cộng của module. Chân trừ của module IE sẽ đấu vào 0V. Đó, nó hoàn thành một chuỗi. Còn đối với 4 quay thì chân cộng terminal cộng của sensor connect với AI cộng của module. Terminal trừ của sensor connect với AI trừ của module. Đó, thì cái phần 4 giây này sẽ không khác biệt gì cả. Các bạn lưu ý và chụp lại cái này cho mình hoặc viết lại nhé. Lưu ý cho mình cái này cực kỳ quan trọng. Đó. Đó, lưu ý cho mình. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần mềm. Đây là phần cứng. Chút nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu nối thực tế phần cứng và phần mềm. Còn đây là phần analog input nhé, IE. Còn đối với AQ thì chắc ai cũng biết, chỉ có một chân chung mà AQ thì chỉ có AQ cộng, AQ trừ, AO cộng, AO trừ. Thế thôi. Ok, chúng ta đến với phần mềm. Các bạn khởi động phần mềm Tia Proto cho mình. Mình đã mượn sẵn được một module analog thì mình sẽ cố gắng làm cái bài PD luôn. Nhưng hiện tại PD của mình chưa ứng dụng vào một hệ thống nào cả, nên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình PD. Ok, chúng ta tạo một project mới. Create new đi. Chọn sang bài 8. Bài 8 xử lý tín hiệu analog. Đối với sensor 4 giây thì nó tương đối đơn giản, các bạn chỉ đấu trực tiếp cộng và cộng, trừ và trừ là xong. Còn đối với cái sensor dạng 2 giây thì đối với 1002 nó sẽ đấu khá là khác biệt hơn một chút, nên các bạn phải lưu ý giúp mình. Open the project view. Chúng ta add new một BOC mới. Thì hôm nay về analog mình phải sử dụng BOC thực tế, nên mình sẽ unspecified. Vẫn các bước như bình thường thôi. Detect CPU. Mình sẽ hướng dẫn các bạn hai cách để xử lý tín hiệu analog nhé. PNIE Intel, mình chọn cạc mạng, sau tìm kiếm POC. POC này hơi khác, mình đang chọn nước mạng khác, vậy thì mình xin phép đổi nó lại. Nước mạng của mình đang là 172 thì mình sẽ sửa lại 192.168.0.200 ạ. Đó, mình đi tới CPU. Ok, sửa lại. Vì mình vừa thay đổi nấm mạng
nó sẽ bị trường hợp như vậy. Ok, ở đây mình có một module AI và AQ. Đó. Thì đầu tiên ấy, các bạn có sau khi cấu hình xong, các bạn download phần cứng giúp mình. Hardware config. Load để cho module hết lỗi phần cứng. Turbo load khi các bạn cấu hình và stop CPU thì module sẽ báo lỗi nhé. Mình thử go online lên. Mình đang thấy module của mình đang lỗi. Mình thử kiểm tra xem nó đang bị làm sao. Các bạn có thể kiểm tra như mình. High limit access. Input 0 của mình đang quá cao. Mình sẽ kiểm tra lại. Mình sẽ cấu hình lại module của mình xem nào. Ok. Analog input. À, sorry. Mình đang, cái của mình sợ đọc sẽ là dòng. Thì đây mình cũng hướng dẫn các bạn luôn cấu hình module analog. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cấu hình module analog như nào. Mình sẽ làm một cái bước ở đây. Ok. Step config analog input output. Thì đầu tiên step 1, bước 1 là config module pick POC and module. Ở đây chúng ta cấu hình module thì tùy vào các bạn channel 0, 1, 2, 3 bốt. Thì ở đây mình chỉ dùng trên đầu khâu của mình chỉ có một thiết bị. Thì mình sẽ chuyển nó sang là current 420mA. Ok. Enable dielectric overflow có nghĩa là khi nó vượt quá giá trị đấy ạ. À, lúc output thì các bạn có thể chọn là volt hoặc là current. Mình chọn một cái là volt, một cái là current để chút nữa mình có thể test. Bởi vì khi mình test output analog thì mình sẽ chỉ thì mình sẽ đo điện áp cho các bạn dễ hình dung. Ok, sau khi cấu hình xong, các bạn download ứng dụng BOC, hardware config, load. Start module, finish. Ok, module của mình hết lỗi. Tiếp theo chúng ta đến với bước 2, config, software. Thì software gồm những bước nào? Các bạn add new cho mình một cái FC là analog input dạng letter cũng được, dạng SCL cũng được. Thì ok, mình sẽ sử dụng letter cho các bạn mới sử dụng. Các bạn xuống đến phần input giúp mình thì chúng ta sẽ có in này, input này. Đây là IE, nó là in đi. Ok, in khi các bạn đọc analog về nó sẽ là kiểu in. Được chưa? Tiếp theo đến các tham số
K1, K2, 2, 2 limit là giới hạn trên, low limit giới hạn dưới. Thì hai low các bạn để cho mình là real. Output là gì? AI real cũng là real. Ok, chúng ta tạo cho mình thêm một vài biến trung gian. Temper 1, temper 2, temper 3, temper 4 và temper 5. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý theo hai cách. Đầu tiên là một cách tính toán. Các bạn chọn real hết cho mình. Thì cách tính toán này như thế nào? Thì các bạn, sau khi các bạn nốt tất cả những cái này, thì tham số đây mình sẽ ghi hiệu luôn. Input analog mở ngoặc là dạng in. Ok, tham số đây là hai limit I input analog, thường cái này sẽ là 27648 đó. Sorry, hai limit ở cái bên dưới, cái trên là low limit 27648, nó là 0. Thực ra chỉ nó sẽ là 0. Tiếp theo đến với cái 2 limit là cái này là dạng real, là giới hạn các bạn mong muốn, 0 đến 100. Cái này là dạng in nhé. Còn cái này là dạng real, low limit dạng real. Cái này là giá trị thực tế, nhớ các bạn, là giá trị thực tế. Và AI là giá trị các bạn mong muốn trong khoảng từ low đến high. Có nghĩa là AI low limit nhỏ hơn hoặc bằng AI real nhỏ hơn hoặc bằng hai limit đó. Đây là các bên trung gian. Thì các bạn lưu ý cho mình với công thức này. Đây, đây là một công thức analog các bạn có thể dùng cho tất cả rất nhiều dạng. Thì đầu tiên, bước đầu tiên các bạn phải chuyển đổi nó sang thành giá trị real. Lưu ý cho mình. Thì ở đây mình có một cái convert. In sang temper 1 đi. In to real. Ok, cái này là convert into real. Bước tiếp theo là tạo một cái in trừ k một. Hai trừ low và k hai trừ k một. Ok, thì chúng ta sẽ có là in trừ k một và hai trừ low và k hai trừ k một. Ok, chúng ta sẽ có ba cái. Sắp cái này cũng sẽ là sub, cái này cũng sẽ là sub. Ok, nó sẽ là thêm một là in trừ đi k một
the temper. Hai, cả hai, alo, hai, chủ đi lâu, the temper. Ba, tiếp theo là cả hai, chủ cả một, the temper. Bốn. Ok, ở đây các bạn có thể chuyển cái này bằng real luôn giúp mình cũng được. Ok chưa? Tiếp theo là sau khi các bạn đã có phép tính này, các bạn tổng tất cả vào với thực hiện theo phép tính giúp mình. In cái này là temper 1, hay nói cái khác mình biến đổi nó lại thành AI real bằng thêm một sao thêm thêm hai sao thêm ba đóng mở ngoặc chia thêm bốn đóng ngoặc cộng với cả lâu limit. Đó, thì đúng như vậy, các bạn tạo ra AI real. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái calculate. Đó, thì các bạn tạo thêm cho mình in 1 bằng temper 2, in 2 temper 3, in 3 temper 4. Còn cái output là gì? Output là AI real. Đó, cái lúc các bạn out bằng bao nhiêu? Out bằng in 1 mở ngoặc in 1 đóng in 1 sao. Đây các bạn, in 1 sao, in 1 là thêm 2, sao với cả thêm 3 là in 2, tất cả chia thêm 4. Các bạn có thể thấy in 1 sao in 2 đóng ngoặc chia thêm 4 là in 3 đóng ngoặc cộng mình thêm một cái in 4 nữa cộng tất cả đóng ngoặc cộng với cái in 4. Đó, thì in 4 ở đây chúng ta sẽ cho nó là low limit. Được chưa? Đây là cách tính toán. Đợi một chút mình sẽ test, thì mình sẽ làm cho các bạn một cách nữa mà nó dễ dàng hơn khá là nhiều, để chúng ta sẽ so sánh kết quả của hai cách. Ok, chúng ta add new thêm một function alloc input không một đi. Cái này là cách 02. Mình sẽ sửa cái này là 01. Mình xếp project ạ. 02 chúng ta cũng sẽ tương tự. Đầu tiên sẽ có in K1 K2 high limit low limit AI real. Đối với cách này chúng ta không cần phải có thêm, nhưng mình nên bắt buộc phải có một cái thêm một thôi, real. Tất cả đều là real nhé, riêng cái này là in. Các bạn lưu ý cho mình cái phần comment thì mình sẽ copy từ bên kia sang, bởi vì hai cái nó sẽ tương tự với nhau. Đây thì mình sẽ gọi cho mình hai khối law more law và scale.
ok ạ. Thì value của mình là gì? Là in. Min là gì? Min là K2, K1. K2 thêm. Ok. K1, K2 các bạn cho mình là in nhé. Không còn là real như kiểu kia nữa. Tiếp theo là thêm 1. Min là gì? Low limit. Max high limit. AI real. Đơn giản không ạ? Thì cái giá trị in này sẽ chạy phụ thuộc vào trong chạy trong khoảng từ K1 đến K2 và ra giá trị thêm 1. Thêm 1 sẽ chạy trong giá trị từ low đến high ra AI real. Đó. Sau khi các bạn tạo được khối này ra, các bạn add new một data block cho mình. DB nó sẽ có AI real 1, AI real 2. Cái này nó sẽ là real. Ok. Các bạn ra main kéo hai khối này ra giúp mình. Đó. Như bài trước mình đã sử dụng FC. Thì đối với tất cả FC, các bạn lưu ý nhé, tất cả các FC nó đều có các biến input đều phải nhập. Thì ở đây mình sẽ có các bạn trích phần hardware, trích phần module, sẽ thấy cho mình cái địa chỉ của nó từ IW64 đến IW67. Đó, thì các data dữ liệu như thế nào thì mình đã giải thích trong các bài trước, các bạn lưu ý xem lại giúp mình. Ở đây IW96. Đây là AI của con module gốc của BOC. Đó, module AI đây. 96 IW96. Ở đây mình chỉ dùng AI không thôi. Thì mình sẽ cho đây là PIW96. Các bạn lưu ý phần PIW nhé. Ở đây mình có một con đo mức, mình sẽ là never. Lấy giá trị tức thời. K1 ở đây là gì? Thì đối với Siemens định nghĩa analog của nó từ 0 đến 27648. Ứng với cái giải đo các bạn cài đặt. Ví dụ ở đây mình cài đặt là từ 420mA. Thì 4mA ứng với 0, 27648 ứng với 20mA. Giá trị 20 lâu thì mình sẽ cho đây là của mình từ 0 đến 6m, 0, 6.0, 0. AI real mình để là data, DB, AI real 1. Ok ạ. Cái này tương tự 0, 27, 6, 4, 8. 2 cũng là 6m, lâu là 0.0. DB, AI real 2. Ở đây mình xin phép bỏ cái tối ưu đi. Ok, cảm bài. Để cho hết phần lý thuyết, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xuất analog output. Chúng ta sẽ tạo một khối tiếp là analog output out. Thì đối với analog output ấy thì nó cũng không khác gì analog input cả. Nhưng nó thay đổi bằng việc in vào là real. In nó là real. Tiếp theo đó là high limit, low limit và K1, K2. K1, K2 thì các bạn để cho mình là in. Và analog output thì nó sẽ là in. In. Đó. Cái này cũng là in. Thì cái in này là set point. Analog output.
real. Hai limit là hai limit set point nào, low limit set point nào. Bởi vì cái này ấy, hai với low là giới hạn trên và giới hạn dưới của cái set point, ok chưa? Còn cái này ấy nó cũng là 0 đến 27648 ứng với giải đo từ 0 đến 10V hoặc là ứng với từ 0 đến 0V hoặc là 4mA hoặc vân vân. Còn cái 27648 ứng với 10V hoặc 20mA hoặc chấm chấm đó. Analog output là thuộc khoảng trong khoảng low đến 2 và trong khoảng từ này. Ok. Thì cái này các bạn cũng sẽ khổ nôi cho mình ra các khối lo 1 và scale. Cũng cho mình thêm một cái biến tem. Biến tem lại real. Đó, thì đầu tiên in của mình cũng là in. Giá trị min là low limit. Giá trị max high limit. Tham biến trung gian. Giá trị min K1. Giá trị value tham max K2. IE in. AO in. Đó. Ở đây khi các bạn cầm bài và kéo thả, nó sẽ có một khối analog output. Ở đây mình sẽ vào DB, mình thêm một cái là AQ, AQ set point. Đó. DB AQ set point giới hạn trên, ví dụ mình cho 10 đến 0 đến 10. K1 của mình cũng là 0, K2 sẽ là 27648. AQ, đối với AQ các bạn lại vào phần hardware device config. Chữ vô luôn giúp mình. Nó là channel 0 current, mình chọn channel 1. Nó là 0 đến 10V QW98. QW98. Ở đây mình sẽ sửa tên nó. Đó là AQ 010V. Đó. Đó là toàn bộ phần lý thuyết về cách đấu lối về phần mềm. Thì video đến đây là kết thúc bài thực hành và thực tế. Mình sẽ làm một video mới, do thời lượng video này đã hơi dài một chút. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.